chào thí giả của Claire Food. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong những bản tin hot của Claire Food hàng tuần. Và hôm nay thì Hà Nội đang đón được không khí lạnh tiếp theo. Còn đối với quý vị biết Claire Food hôm nay đang đón sản phẩm mới gì? Và để tôi chắc chắn là sản phẩm này thì vô cùng hot và quý vị cũng đã chờ đợi từ lâu. Vì trong thời gian vừa qua thì có nhiều quý hàng có đặt câu hỏi rằng vì sao những năm trước thì chúng ta đón sản phẩm này vào đúng dịp 20 tháng 11. Tuy nhiên năm nay đến đầu tháng 12, khi mà quý hàng vẫn đang còn tìm kiếm sản phẩm này thì sản phẩm này vẫn chưa lên kệ của Claire Food. Và hôm nay thì chúng ta có mặt ở đây để đón sản phẩm này. Tôi tin chắc rằng là sản phẩm này vô cùng hot, hot không kém gì so với sản phẩm Cherry Oat được vừa rồi. Và để biết được có sản phẩm này hôm nay là gì thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đi vào trong nhé. Vâng, hiện tại thì tôi đang đứng cạnh toilet của dâu tây Hàn Quốc mùa đầu tiên của năm 2018. Thực sự thì hôm nay bây giờ tôi đang cảm thấy rất là hào hứng, tại vì sản phẩm này đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên thị trường. Và để biết được sản phẩm này hôm nay như thế nào thì quý vị có thể quan sát rõ hơn ở trên toilet này ạ. Vâng, quý vị có thể không ạ? Còn bản thân tôi thì hiện tại rất là hồi hộp, tại vì dâu tây như quý vị đã biết, tại thị trường Việt Nam thì dâu tây vô cùng được ưa chuộng. Và trên thị trường hiện tại thì có rất nhiều loại dâu tây, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, như dâu tây Đà Lạt, dâu tây Pháp, dâu tây Nhật Bản, dâu tây New Zealand. Tuy nhiên sản phẩm giống dâu tây mà được nhiều người ưa chuộng và luôn quan tâm nhất đó chính là dâu tây Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ cùng mở thử một thùng để xem dâu tây đầu mùa năm nay như thế nào nhé. Đây ạ, đây chỉ là thùng nguyên bao nhân kiện dâu tây Hàn Quốc. Tùy vào mỗi lô nhập khác nhau thì chúng ta sẽ có mỗi quy cách đóng gói khác nhau. Tuy nhiên thì đối với lô nhập lần này thì mỗi thùng như thế này sẽ có 10 hộp. Mỗi hộp như thế này sẽ có trọng lượng từ 330g đến 350g. Và quý vị có thể quan sát gần hơn thì hiện tại dâu tây đây là một hộp nhỏ 330g của dâu tây Hàn Quốc. Và quý vị có thể quan sát thấy dâu tây có màu đỏ ao rất là tươi mới, còn hương thơm thì vô cùng nồng nàn và quyến rũ. Hiện tại thì tôi cảm giác như mình đang lạc vào giữa cánh đồng trùm trồng dâu tây ở vùng Gimo của Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quả dâu tây này nhé. Đây ạ, quý vị thấy không ạ? Những quả dâu tây rất là mọng nước, tươi mới và đặc biệt là có hương thơm rất là nồng nàn. Các bạn có thể nhìn thấy những trái dâu tây trên tay tôi hiện tại đang cầm đúng không ạ? Trái dâu tây vô cùng hoàn hảo, mọng nước, hương thơm thì rất là quyến rũ. Tất cả những trái dâu tây tại Claire Food trước khi tới tay của quý khách hàng sẽ là những trái dâu tây chất lượng nhất, ngọt ngào nhất và tuyệt vời nhất. Những trái dâu tây khi tới với tay khách hàng của Claire Food là những trái dâu tây chất lượng nhất, tuyệt vời nhất và hoàn hảo nhất. Năm nay thì dâu tây Hàn Quốc về muộn hơn, tại vì đến đầu tháng 12 thì chất lượng dâu tây của Hàn Quốc mới đạt đến độ hoàn hảo nhất và chúng tôi bắt đầu thu hái để phục vụ nhu cầu của quý khách hàng tại Việt Nam. Và có một điều đặc biệt nữa về những trái dâu tây này, đó chính là quy trình hái dâu tây phải được thực hiện hoàn toàn 100% bằng tay. Hơn nữa, để đảm bảo chất lượng tuyệt vời nhất và có những quả dâu tây hoàn hảo như thế này thì quy trình hái này cũng phải được đảm bảo là có kỹ thuật riêng. Đấy chính là người ta sẽ chỉ dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ để cho vào giữa cuống của trái dâu tây. Không được chạm tay trực tiếp vào những thân của trái dâu tây này, tại vì dâu tây rất là mềm. Khi chúng ta chạm trực tiếp vào trái dâu tây thì sẽ bị dập nát và chất lượng của quả sẽ bị giảm sút. Hiện tại thì tôi cảm thấy là vô cùng hạnh phúc, tại vì trên tay tôi đang được nâng niu những quả dâu tây được tạo nên từ sự cẩn thận, tỉ mỉ và từ tình yêu thương của những người nông dân trồng dâu tây tại vùng Gimo Hàn Quốc. Và hôm nay thì chúng tôi chỉ dập được duy nhất một pallet này dâu tây của Hàn Quốc. Thì còn chần chờ gì nữa, chúng tôi sẽ chuyển ngay pallet này về với kệ hàng của Claire Food. Còn quý khách hàng thì hãy nhanh chân ra Claire Food để sở hữu những trái dâu tây này nhé. Còn đối với quý khách hàng tại chi nhánh Sài Gòn thì quý vị hãy chờ thêm một xíu nữa, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển những quả dâu tây này về với chi nhánh Sài Gòn. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.